chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc tay phải để nhận được những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục Tin nóng hàng ngày. Bất ngờ trước cuộc sống của cặp song ca tí hon nhất Việt Nam. Thưa quý vị, thái độ lạc quan, niềm tin vào cuộc sống giúp cho Thanh Hằng, Thanh Hà nhận được nhiều sự yêu mến. Hai chị em chưa tính đến chuyện kết hôn, cảm thấy hài lòng với mọi thứ ở hiện tại. Gặp Thanh Hằng 40 tuổi và Thanh Hà 30 tuổi vào một buổi chiều nắng đẹp, cặp chị em gây ấn tượng mạnh khi chỉ cao khoảng 1m25, có gương mặt tươi tắn và nụ cười thân thiện. Ít ai ngờ rằng hai người phụ nữ nhỏ nhắn này đang được cộng đồng mạng yêu mến nhờ sở hữu giọng hát ngọt ngào trong trẻo. Cặp song ca nhỏ nhất Việt Nam, cặp song ca tí hon, cặp đôi ốc tiêu là những tên gọi mà báo chí dành cho Thanh Hằng và Thanh Hà. Thái độ lạc quan, yêu đời là bí quyết giúp hai chị em luôn trẻ đẹp như thiếu nữ đôi mươi. Sinh ra trong gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng Thanh Hằng sớm bộc lộ khả năng ca hát. Tuy có ngoại hình bé nhỏ, cô lại sở hữu giọng hát cao phúc, là cây văn nghệ tại trường. Vì đam mê nghệ thuật, bé Hằng ngày đó đã 20 tuổi, xin hát thử ông một đoàn văn công. Giọng hát cao phúc ấy nhanh chóng chinh phục ông chủ đoàn. Ca khúc Hình bóng quê nhà và số tiền cát-xê 5.000 đồng đầu tiên đã gắn liền cuộc sống của cô gái nhỏ nhắn với nghiệp cầm ca. Giọng hát trong trẻo cao phúc mang Hằng đi nhiều nơi lưu diễn, nhưng chủ yếu là ở các xã phường lân cận nơi cô sinh sống. Để rồi một ngày, Thanh Hà lớn lên, chị gái nhận thấy tiềm năng của em mình nên dẫn em theo hát chung. Dù cách nhau đến 10 tuổi, Thanh Hằng và Thanh Hà luôn diện trang phục giống nhau. Vì lý do này, mọi người nhầm lẫn họ là hai chị em sinh đôi nên thường gọi là cặp song ca nhí. Đến một ngày, Thanh Hằng và Thanh Hà nhận thấy nền phát triển tương lai của cả hai chị em. Cuối năm 2018, họ quyết định vào Nam lập nghiệp. Dáng người nhỏ bé nhưng nghị lực của hai chị em rất đáng nể và quyết định này được gia đình ủng hộ. Thanh Hà chia sẻ rằng một điều may mắn là khi vào Nam, trước tiên là Bà Rịa Vũng Tàu, ở nhà dì ruột nên gia đình không quá lo lắng. Mọi thứ từ Việt Nam tiến cho đến vào Sài Gòn, đi hát đều gói gọn trong một chữ duyên. Sau một thời gian đi hát tại thành phố Hồ Chí Minh, cái duyên đã giúp Thanh Hằng và Thanh Hà đặt chân lên đất Mỹ, mà cho đến giờ hai cô gái vẫn xem đó là cơ duyên trời cho. Thanh Hằng bộc bạch, nghệ sĩ Thành Lễ, người sáng lập nhóm thiện nguyện Ngọc Trong Tim, tình cờ phát hiện giọng hát của Thanh Hằng và Thanh Hà và ngỏ lời mời hai chị em sang Mỹ trình diễn. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là lời nói chơi vậy thôi, không hy vọng quá nhiều. Tuy nói thế, cặp chị em vẫn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ. Điều bất ngờ đã đến, cả hai qua vòng phỏng vấn đi Mỹ, bắt đầu mở ra những điều mới lạ cho cặp song ca tí hon. Thanh Hằng nói trong hạnh phúc, tôi còn nhớ hai ca khúc lần đầu tiên biểu diễn trên đất Mỹ là Cô Tắm Ngày Nay và Cò Lả. Chúng tôi được đón nhận nhiệt tình, đây là điều hạnh phúc đối với hai chị em trong cuộc đời đi hát. Từ đó họ có dịp lưu diễn trên đất Mỹ, mang giọng hát phục vụ cho bà con kiều bào. Hai cô bé tí hon ngày nào đã thực hiện được ước nguyện đời mình, mang tiếng hát trong trẻo từ đoàn văn công xã phường vang xa đến những người Việt tại Mỹ. Trong sự nghiệp ca hát, Thanh Hằng và Thanh Hà khá thành công, nhưng ở cuộc sống họ sống xa gia đình, cơ thể thấp bé gặp nhiều khó khăn lúc sinh hoạt. Hai chị em phải đánh đổi một số thứ khi đến với nghệ thuật, trong đó có tình yêu. Thanh Hằng 40 tuổi, còn Thanh Hà đến tuổi 30. Ở độ tuổi này, hai người cảm thấy việc yêu đương đã không còn quan trọng. Thanh Hằng nói, chuyện tình cảm của chúng tôi giống như chưa đủ duyên, bạn có muốn nhưng chưa đủ duyên, tình cảm cũng khó mà có được. Thanh Hà tiếp lời chị, do đặc thù nghề nghiệp nên hai chị em thường đi sớm về khuya, đi đâu cũng có nhau, ít đi đâu ngoài công việc, cơ hội yêu đương thì không có nên giờ độc thân khó tính. Khi chia sẻ chuyện tình yêu, cặp song ca tí hon không tỏ ra buồn bã hay tiếc nuối. Mọi thứ được họ chia sẻ rất lạc quan, bình thản đến mức bình yên. Theo Thanh Hà, cô không biết quan niệm của giới trẻ ngày nay thế nào, nhưng riêng cô cho rằng phụ nữ hiện đại, dù có người yêu hay không, điều quan trọng phải biết độc lập tài chính. Cô tâm sự, ngoài những đức tính cần có, phụ nữ nên có công việc ổn định, chủ động kinh tế. Đây là điều giúp giữ lửa hạnh phúc cho người có gia đình, còn đối với ai độc thân, đây là niềm an ủi rất lớn. Theo quan niệm của ông bà xưa, người phụ nữ phải có một tấm chồng để nương tựa, nhưng đây không phải mục tiêu chính mà cặp song ca nhỏ bé nhất Việt Nam hướng đến. Cặp chị em cho hay, cha mẹ ở nhà rất dễ tính, không bao giờ thúc ép hai chị em lấy chồng, chỉ mong con sống vui vẻ, thoải mái và lo cho sự nghiệp ổn định. Hơn nữa, nhỏ con cũng là cái lợi khỏi bị ép thúc gì. Ở đất Sài Gòn này, chúng tôi chỉ biết nương tựa nhau mà sống. Thanh Hằng và Thanh Hà không sợ thất tình, chỉ sợ bản thân thất nghiệp.
Dù trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, để trụ vững với nghề hát, Thanh Hằng và Thanh Hà vẫn giữ thái độ lạc quan, yêu đời. Không sống vì tình yêu, họ còn có gia đình và người hâm mộ, luôn dõi theo đôi chân bé nhỏ nhưng đầy nghị lực. Sau sự thay đổi kỳ diệu của cậu bé Tí Hon 10 tuổi mới chỉ nặng 4kg sau vòng tay chăm sóc của thầy hiệu trưởng. Quý vị thính giả thân mến, từ ngày mới sinh ra, em Đinh Văn Cờ Rễ, thôn Gò Gia, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi đã mắc một hội chứng rất hiếm gặp là Sescale, người lùn đầu chim. Căn bệnh lạ chỉ mới ghi nhận được 10 trường hợp trên thế giới, khiến cậu bé dù đã 9 tuổi nhưng chỉ nặng chưa đầy 4kg, cao vừa 60cm. Có lẽ cậu bé ấy sẽ chẳng được đến lớp, chẳng được vui chơi cùng bạn bè cho đến khi em được gặp thầy Đặng Văn Cương, hiệu trưởng trường tiểu học bán trú Sơn Ba. Thầy gặp Cờ Rễ cách đây 5 năm trong một lần tới thôn Gò Gia, vận động học trò đến trường. Từ đó thầy Cương và Cờ Rễ đã viết lên câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp về tình thầy trò nơi sẻo cao. Câu chuyện cổ tích ấy sẽ tiếp nối hành trình truyền cảm hứng We Choose Awards 2018 được phát sóng trên kênh VTV1 ngày 9 tháng 5 vừa qua. Năm 2012, thầy Đặng Văn Cương đến thôn Gò Gia vận động trẻ em đến trường học tập. Tại đây, thầy phát hiện một cậu bé mắc chứng bệnh lạ, dáng người nhỏ thó được mẹ đặt gọn trong một chiếc bị. Qua trò chuyện, thầy nói với gia đình cậu bé rằng hãy cứ để nuôi đi. Đến khi bé đủ tuổi đi học, hãy đưa đến trường của thầy. Nếu bé ở với thầy được một ngày, thầy sẽ nuôi. Câu chuyện cổ tích của thầy Cương và Cờ Rễ đã bắt đầu như thế, và rồi 4 năm sau đó, vào năm 2016, Cờ Rễ đã được bố mẹ đưa đến trường tiểu học bán trú Sơn Ba cùng thầy Cương. Tại trường, Cờ Rễ được thầy dạy dỗ chăm sóc, dạy cho em từng con chữ đến kỹ năng sinh hoạt. Thầy Cương nói về cậu học trò nhỏ. Đến năm 2015, Cờ Rễ đã đủ tuổi đến trường, nhưng sau mấy lần vận động, gia đình em vẫn nghe ngại, lo rằng em quá nhỏ không biết có học được không. Cờ Rễ được biên chế vào lớp 1, nhưng trường hợp của em quá đặc biệt bởi em chưa nói được. Các bác sĩ cũng nói có thể em sẽ không học được vì nhiều bộ phận trên cơ thể em chưa phát triển đầy đủ, như răng của em không có, rất khó trong việc ăn uống, hoặc em nhớ lúc này đấy nhưng về sau lại quên. Thế nhưng chúng tôi muốn em được tiếp cận với việc học tập, đồng thời giáo dục một số kỹ năng sống từng ngày cho em có thể hòa nhập với cộng đồng. Thầy Cương kể vì Cờ Rễ dáng người đặc biệt nên mọi đồ dùng của em cũng đặc biệt, đồng phục của em phải đặt may theo số đo riêng, chế độ ăn của em cũng được thầy cô trong trường chú ý hơn do em không có răng. Đồ ăn phải nghiền nhỏ hơn. Còn ngủ, Cờ Rễ được ưu tiên ngủ cùng thầy Cương để thầy tiện chăm sóc và dạy em nhiều kỹ năng trong việc sinh hoạt hàng ngày. Từ việc rửa tay đến thay đồ, tắm gội, Cờ Rễ đều được thầy Cương hướng dẫn giúp đỡ em thực hiện mỗi ngày. Cờ Rễ đã 9 tuổi nhưng vì căn bệnh của mình, hiện em đang theo học lớp 1 tại trường tiểu học bán trú Sơn Ba. Với thầy Cương, trong 2 năm Cờ Rễ ở đây, sự tiến bộ của em thầy không đong đếm bằng học lực mà bằng sự hòa nhập cùng những kỹ năng sinh hoạt hàng ngày. Thầy Cương chia sẻ, khi em mới xuống ban đầu kỹ năng tự vệ sinh cá nhân em chưa có, bây giờ em đã biết tự đi vệ sinh. Hơn nữa, khi xuống đây em rất nhút nhát, thấy đám đông là sợ sệt, nhưng bây giờ đã biết hòa nhập cùng các bạn đá bóng cũng đã tham gia cùng. Thầy Cương kể thêm, trong 2 năm Cờ Rễ ở cùng thầy, cuối tuần em không về nhà cùng gia đình, thầy đều đưa em về nhà thầy cùng vợ con. Vợ con của thầy Cương tiếp xúc nhiều với Cờ Rễ cũng rất quý mến em, đã từ lâu coi em như một người trong gia đình. Chuyện cổ tích của cặp vợ chồng Thí Hon ở Nghệ An. Thưa quý vị, những ngày gần đây, câu chuyện cổ tích về tình yêu và hạnh phúc của một chàng trai, người nghĩa đàn và cô gái đô lương nhận được rất nhiều sự quan tâm và lời chúc của rất nhiều người. Chàng trai trong câu chuyện này là Lê Văn Công, sinh năm 1993, trú tại xóm Đức Trung, xã Nghệ Đức, Nghĩa Đàn. Từ nhỏ Công có tư chất thông minh, tuy nhiên ngoại hình nhỏ con hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Còn cô gái là Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1984, sinh ra và lớn lên tại xã Tân Sơn, Đô Lương, bị khuyết tật từ nhỏ và chỉ cao có 1m1, nặng 37kg. Tuy không được may mắn nhưng Xuân vẫn sống rất lạc quan. Cô tham gia sinh hoạt tại Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi huyện Tân Kỳ, thường xuyên đi biểu diễn tại các địa phương trong và ngoài huyện. Trong một lần đoàn lên biểu diễn ở Nghĩa Đàn, Xuân đã gặp Công. Cảm ơn trước nghị lực của cô gái Tí Hon hơn mình đến 9 tuổi, chàng trai trẻ Lê Văn Công đã xin vào làm việc cùng đoàn và không ngại ngần để làm quen quan tâm. Theo ngày tháng, tình yêu của hai người nảy nở. Vượt qua sự ngăn cản ban đầu của gia đình và những dị nghị, Công và Xuân đã quyết định gắn bó với nhau bằng một đám cưới giản dị nhưng không kém phần long trọng vào giữa năm 2015.
Kết quả của tình yêu đâm hoa kết trái khi bé gái Hồng Hà nặng gần 4kg đã chào đời vào tháng 3 năm 2016 vừa qua. Niềm vui và hạnh phúc được nhân lên trong niềm hân hoan của hai họ, bạn bè và xóm làng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.